Ồ. Dạ chào buổi tối chị Chi và mọi người, em là Chi Mai, sau hôm nay sẽ là MC cho buổi chia sẻ của chị Chi hôm nay ạ. Rất vui được có chị Chi chia sẻ cho ngày hôm nay. Chào tất cả mọi người. Dạ em chào chị Chi ạ, rất vui có chị làm diễn giả buổi sharing tối ngày hôm nay. Chào tất cả các bạn trong phòng. À, chào Mai, chào chị Mai ha, chào tất cả Dạ các chào bạn. chị. Chúng ta sẽ đợi thêm vài phút nữa ha, khoảng 3 phút nữa đi, tới đúng 8:15 chúng ta sẽ bắt đầu chương trình ha. Hy vọng là sẽ đợi thêm một vài bạn nữa vào. Và các bạn còn lại, nếu mà chúng ta tiện mở camera thì chúng ta mở camera ha, để mình kết nối với nhau, mình giao lưu với nhau. Chia sẻ với nhau cho nó có năng lượng hơn vào buổi tối ngày hôm nay nha. Ok, thôi chắc trong lúc mà đợi một số các bạn nữa mình cùng tham gia vào á, thì chắc là mình giao lưu một chút xíu đầu giờ đi ha. Tại vì thật ra thì chị thấy trong phòng room hôm nay mình cũng khá thân mật, mình cũng có không có quá đông các bạn, nên là mình có thể giao lưu đầu giờ chút xíu làm quen với nhau nha. Thì chắc là chị nhờ Chi Mai hỗ trợ chị là kết nối với các bạn. Em nghe Các rồi. bạn có thể giao lưu, các bạn có giới thiệu về đôi nét về bản thân mình chút xíu cho chị biết được không? Ha. Ok. Giờ cũng 8:15 rồi, em xin phép bắt đầu buổi chia sẻ của chị Chi. Trong phòng em thấy là có bạn nào tiện bật camera để chia sẻ tương tác với chị Chi không ta? Có bạn nghe không biết không biết bạn có đang tiện để chia sẻ cho chị Chi không ta?
Các bạn đừng có ngại ha, lúc nào chúng ta giao lưu với nhau một chút xíu để chị có thể làm quen với các bạn ha. Chúng ta sẽ bắt đầu, ví dụ như mình giới thiệu tên nè, mình đang học hoặc là mình đang đi làm, đi học ở ở ở trường nào và mình đang làm việc tại đâu chẳng hạn. Thì hoặc là nếu như bạn nào mà đang có việc riêng nhưng mà các bạn có không tiện mở camera thì các bạn cũng có thể chat trên cái thanh box chat giúp chị ha, để chị biết được rằng là hôm nay mình sẽ chia sẻ với nhau thì mình sẽ biết làm quen với nhau, biết nhau. Và chị cũng muốn biết được là cái mong muốn của các bạn khi các bạn tham gia trong cái buổi này thì các bạn đang mong muốn chị sẽ chia sẻ cái điều gì hoặc là các bạn mong đợi cái điều gì ha. Ok. Để bắt đầu cho các bạn thì chắc để em chia sẻ trước khi mà em tham gia buổi này với chị nha. Em Ok. biết đến chị là do sự kết nối của anh Kim, và em có xem profile của chị á, thì cái điều làm em ấn tượng nhất á là chị đã từng có kinh nghiệm cho tư vấn cho nhiều nữ doanh nhân, và các bạn Gen Z sẽ tìm đến chị để cởi bỏ cái lớp mộc mạc của mình. Tức là khi mà chị nhìn tụi em á là biết tụi em là sinh viên liền, tại vì lúc nào cũng áo khoác rồi ba lô chẳng hạn, hoặc là không biết trang điểm hoặc là mặc những bộ đồ như thế nào để ấn tượng với nhà tuyển dụng chẳng hạn. Thì khi mà tụi em biết đến chị á thì sẽ là xây dựng được một hình ảnh cá nhân chuyên nghiệp hơn. Thì các bạn như sinh viên như tụi em thì sẽ ngại chuyện đầu tư cho hình ảnh, vì vậy mà em có mong muốn tham gia buổi sharing của chị ngày hôm nay. Các bạn có thể chat trên box chat nếu mà các bạn ngại mở cam mở mic ha. Chi Mai có thể chia sẻ thêm giúp chị là em là sinh viên năm mấy, em học chuyên ngành gì và em đang cái chuyên ngành của em hoặc là trường của em cũng được, là trường gì không ha? Em là vừa làm xong luận văn là Ừ. em học bách khoa Dạ. chuyên ngành quản trị kinh doanh. Bên tụi em á, thì gọi là quản lý công nghiệp, nhưng mà cái chuyên ngành nhỏ là quản trị kinh doanh. Ok, anh chị kinh doanh. Thì cái mục tiêu của em á, thì em có đang định hướng của mình, tại vì em đang làm luận văn rồi đúng không, là tốt Không nghiệp rồi, rồi, em làm xong luận văn rồi. làm xong luận văn rồi, thì em có mong muốn cái công việc của em nó tương lai của nó xinh như thế nào? Em nghĩ thì nó sẽ là một công việc thiên về mảng nhân sự hơn, vì em rất là thích làm việc với con người. Không hẳn là nhân sự và vận hành, người ta sẽ thường có hai mảng gần nhau, đó là nhân sự và vận hành, tức là những cái gì mà kết nối con người đó, thì em nghĩ là em làm tốt trong mảng đó. Nói trong này nó ok em. Rồi không biết là bạn Hồng Nga có thể chia sẻ một chút không? Nếu mà các bạn ngại thì các bạn cứ chat vô box chat nha, hoặc là không tiện các bạn đi học hay sao đó thì cứ chat vô, mình sẽ giúp tương tác với chị Chi nha. Dạ em chào chị Chi và cảm ơn chị Mai đã connect em. Thì em hiện đang là sinh viên năm 2 của chuyên ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng ở trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh. Thì nhờ là làm việc với anh Kim cho nên là em có cơ hội được kết nối với chị Mai trong buổi sharing lần này. Thì em biết đến chị qua profile là chị rất là có nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng về độ nhận dạng, gọi là nhân nhân hiệu và nhân dạng, em không nhớ rõ lắm, nhưng mà thực ra cái personal branding là một cái mảng em rất là thích. Em chưa xác định được cá tính hay là phong cách của mình để mà xây dựng nên personal branding của em, nhưng mà Sorry, em mở lại mic giùm chị nha. Em mới nghe. Thì em mong là qua buổi sharing này thì em có thể khám phá được một phần nào về con người của mình để mà có thể bắt đầu con đường xây dựng personal branding để em tốt hơn. Mà giờ em chưa biết em là ai hay là em mạnh về cái gì cả. Dạ Ok vâng em. ạ. Rồi, cảm ơn em rất là nhiều. Có bạn nào chia sẻ thêm nữa không? Trước Hình khi như là trước các khi bạn mấy vẫn còn bạn đang đi học đúng không? Các bạn vẫn có đang tham gia trong một cái buổi học nữa đúng không? Có một vài bạn.
Trước khi mấy bạn chia sẻ thì em muốn chia sẻ một điều em đọc được về chị, đó là cái nhận dạng của chị, tức là identity, thì có 3 điều em rất là ấn tượng. Đó là C, connector, giống với cái việc mà em đang thích. H, tức là heart, và I là interesting, trong cái việc mà phát triển bản thân và là personal branding coach. Tức là khi người ta nhớ về chị thì sẽ nhớ về 3 chữ đó là connector, heart và interesting. Ok, cảm ơn em. Rồi, ok, các bạn nào chia sẻ nữa không? Các bạn cũng khá là ngại đúng không? Tức là thật ra cũng mới, các bạn là sinh viên thì nên là chị cũng biết rằng là các bạn cũng sẽ có những cái các bạn chưa quen nhiều. Nhưng mà chúng ta là sinh viên, nhưng mà không phải là sinh viên thì chúng ta cảm thấy là mình còn nhỏ hoặc là còn đang đi học này kia vân vân, thì các bạn cảm giác như mình nhỏ bé quá thì các bạn không dám thể hiện bản thân mình. Thì thật ra chị thấy là tuổi trẻ các bạn hiện nay, chị rất thích làm với các bạn trẻ vì các bạn trẻ hiện nay rất là năng động, rất là có nhiều cái sự nhiệt huyết cũng như là có sáng tạo riêng. Nhưng mà chỉ có điều là các bạn đang còn chưa có dám bước ra cái vùng an toàn của mình, chưa có bước ra cái vỏ bọc của mình để mà mạnh dạn hơn. Tại vì thật ra hôm nay thì chắc là chị xin phép chị giới thiệu chút xíu về bản thân chị ha, để cho thứ nhất là một số bạn cũng rõ hơn và chúng ta cũng làm quen với nhau, để chúng ta trước khi bắt đầu vào trong cái nội dung chính của buổi ngày hôm nay ha. Thì chắc là chị xin phép bị được sharing chút xíu. Rồi. Không biết là chị sharing các bạn đã thấy chưa ha? Dạ em thấy rồi. Ok, nghĩa là ha. Thì xin phép chút xíu, thì hôm nay thì qua cái sự như là chị làm việc với anh, có làm việc với anh Kim trong trước đây, chị cũng đã từng hợp tác với anh Kim trong một vài mảng về đào tạo. Thì sorry, rồi chị xin phép một chút xíu giới thiệu về bản thân chị. Thì chị là Chi Nguyễn ha. Thì chị thì có 12 năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực về tư vấn và tổ chức các hoạt động đào tạo, team building và sự kiện dành cho doanh nghiệp. Thì trong hiện và một cái khoảng thời gian dài trong làm trong công tác đó, thì chị có cơ hội làm việc cũng như là tiếp xúc rất nhiều với các doanh nghiệp, cũng như là các ban quản lý, cũng như là các chủ doanh nghiệp. Thường chị Sơn sẽ tổ chức các hoạt động liên quan nhiều tới công việc về đào tạo và tổ chức những cái hoạt động về xây dựng văn hóa doanh nghiệp cho các đơn vị. Thì qua cái hoạt động đó thì chị cũng có dịp được trải nghiệm cũng như là được tiếp xúc. Thì chị thấy rằng là cái khi mà mình làm việc với các anh chị á, quản lý nè, rồi chủ doanh nghiệp này kia vân vân, thì chị cũng thấy được rằng là cái việc mà chúng ta xác định được cái nhân dạng hay là nhân hiệu, gọi là thương hiệu cá nhân của bản thân mình á, để giúp cho cái việc rằng là mình người ta hiểu được bản thân mình, rồi và mình cũng kết nối được với người khác, và mình thể hiện được cái năng lực của bản thân mình cho đối tác nè, cho khách hàng, hoặc là cho đồng nghiệp của mình, cho sếp của mình, nó là một điều rất là quan trọng. Thì chị sau một cái khoảng thời gian, thì khoảng 3 năm đổ lại đây, thì chị đi sâu hơn vào câu chuyện là hỗ trợ và đồng hành cùng với các anh chị từ cấp quản lý hoặc là cũng các chủ doanh nghiệp trong việc là xây dựng cho họ về định hình cho họ về nhân dạng và thương hiệu cá nhân, để giúp cho họ có một cái sự hỗ trợ cũng như là một cái sự đồng hành nó tốt hơn trong cái việc họ phát triển cái công việc của mình hoặc là sự nghiệp của mình. Thì bên cạnh đó thì hiện nay chị cũng đang là một cái, từ cái ý tưởng đó thì chị cũng phát triển ra một cái dự án là BU20. Thì BU20 nó là cái câu chuyện là nó là một cái cộng đồng để giúp cho phát triển các cá nhân có thể hoàn thiện và phát triển bản thân mình và xây dựng được thương hiệu cá nhân. Và đồng thời trong, nhưng mà không có đi sâu, tại vì thương hiệu cá nhân thì nó khá lớn và khá rộng, thì và nó liên quan nhiều tới việc về công cụ và phát triển marketing nữa. Nhưng mà chị thì chị sẽ đi sâu hơn vào câu chuyện từ gốc rễ, tức là từ nguyên nhân của vấn đề đó mình hình thành nên nhân dạng của mình, và sau đó mình phát triển dựa trên cái nền tảng năng lực cá nhân của bản thân mình nhiều hơn. Và sau đó, tại vì thực ra các bạn có thể dùng một số công cụ để các bạn build up nên cái thương hiệu của mình. Tuy nhiên rằng nếu mà chúng ta không có cái nền tảng, chúng ta không có cái thực sự cái năng lực bên trong và những cái yếu tố cốt lõi bên trong của mình, thì cái việc mà mình xây nhân dạng hoặc là thương hiệu cá nhân của mình, nó một cái thời gian sau đó nó sẽ không có bền vững, và có thể mình sẽ bị loay hoay hoặc là mình sẽ bị
Giống như là mình sẽ bị cảm thấy rằng là bị choáng ngợp trước cái những cái công cụ hoặc là những cái cách thức truyền tải marketing hiện nay, nó làm cho thương hiệu của mình không biết sẽ áp dụng và sử dụng nó như thế nào cho một cách hiệu quả. Đó. Và thì đó là một vài cái giới thiệu về cái công việc cũng như là cái định hướng của chị trong cái hành trình của chị. Thì cái việc trong cái mảng lĩnh vực hoạt động của chị hiện nay sẽ tập trung chính vào bốn cái phần, tức là giúp cho bản thân các bạn thấu hiểu được bản thân mình và xác lập nhân dạng. Nhân dạng và nhân hiệu nó khác nhau nha. Nhân dạng tức là cái bức chân dung của chúng ta định hình và chúng ta xây dựng của bản thân mình nó như thế nào, nó phù hợp với lại năng lực, khả năng cũng như là cái định hướng cái công việc hoặc là định hướng một cái sự nghiệp của mình ở trong tương lai của mình như thế nào. Và sau đó mình truyền tải ra bên ngoài, mình truyền tải qua bằng các phương tiện, các công cụ để giúp cho cái khách hàng hoặc là cho cái cộng đồng hoặc là cho cái thị trường đó họ biết đến mình. Thì từ đó khi mà cái thị trường nó biết thì mình mới có nhân hiệu ha, mình phải có nhân hiệu được. Thì nó là một cái sự khác nhau nha, tức là chúng ta phải phân biệt rõ và chúng ta phải xác định rõ thì lúc đó chúng ta mới có thể phát triển hoặc là chúng ta sẽ xây dựng nó một cách tốt nhất và có hiệu quả. Thì chỉ có bốn mảng: thấu hiểu bản thân, là xác lập nhân dạng, định vị nhân hiệu, phát triển và duy trì thương hiệu cá nhân, đồng thời là phát triển năng lực và giúp cho các bạn có thể xây dựng được lộ trình phát triển sự nghiệp phù hợp. Đó là đây là những cái mảng của chị. Thì cũng một cái dịp thì cũng có nhiều dịp thì anh Kim với chị cũng trao đổi với nhau, và chị cũng được biết là anh Kim cũng đang có những cái dự án đồng hành cùng với các bạn sinh viên để hỗ trợ cho các bạn sinh viên trong quá trình định hướng cũng như là xác định được cái lộ trình phát triển sự nghiệp của mình. Thì hôm nay anh cũng có nhờ chị chia sẻ một cái topic nói về cái việc là sao giúp cho các bạn có thể xây dựng được một cái hình ảnh để có thể mình tự tin và mình sẽ ghi được một cái dấu ấn tốt hoặc là một cái dấu ấn để mà giúp cho những cái, thứ nhất là nhà tuyển dụng nè, hoặc là những cái đối tác nè, hoặc là những khách hàng họ có thể đánh giá cũng như là họ có thể nhận diện và họ sẽ lựa chọn mình cho những cái cơ hội, trong cái cơ hội việc làm của mình trong tương lai ha. Thì để bắt đầu đi vào cái phần này chút xíu thì chị có thể giao lưu với các bạn một chút xíu là cái việc mà các bạn thấy rằng là xóa màn một chút xíu ha, là giao lưu một chút xíu, các bạn thấy là cái việc rằng là chúng ta có một cái khó khăn á, khi mà các bạn tiếp cận với bên ngoài á, hoặc là các bạn đi phỏng vấn này, hoặc các bạn đi xin các bạn đi phỏng vấn xin việc này, hoặc là các bạn đi gặp gỡ những cái cơ hội việc làm hoặc là đối tác hoặc là một khách hàng gì đó, thì cái điều gì các bạn cảm thấy các bạn bị khó khăn, các bạn bị cảm thấy bị nó là một cái rào cản của bản thân mình khi tiếp cận với điều đó, các bạn có thể chia sẻ với chị không? Có thể chat cũng được nha, có thể chat cũng được, hoặc là nếu mà bạn nào có thuận tiện thì các bạn có thể chia sẻ, raise hands lên các bạn nói cũng được. Chúng ta cứ mạnh dạn ha, tại vì khi mà các bạn nói, các bạn có câu hỏi hoặc là các bạn chia sẻ thì chị sẽ hiểu hơn về những cái vấn đề hoặc là những cái khó khăn mà các bạn đang vướng phải nhiều. Đương nhiên cái chủ đề ngày hôm nay nó cũng sẽ là khá là rộng, nên là trong một cái buổi thời gian cũng ngắn khoảng 30-45 phút thì có thể nó sẽ không truyền tải hết được. Chị cũng hy vọng là sẽ có nhiều buổi chia sẻ hơn, tuy nhiên là hôm nay chị sẽ cô đọng lại. Tuy nhiên là chị cần biết được rằng các bạn đang cảm thấy cái vấn đề nào là các bạn vấn đề khó khăn nhất và các bạn cảm thấy rằng là mình mong muốn được giải quyết nhất. Bạn bạn Chi Mai thì đang nói là khó khăn trang phục khi phỏng vấn để ấn tượng với nhà tuyển dụng rồi. Cho chị em thấy là cái làm thế nào không bị ố về với trang phục của mình. Rồi ok. Còn bạn nào nữa không? Bạn nào có cái vấn đề khó khăn nào nữa không? Chị thấy cũng có nhiều bạn nè, bạn các bạn có thể chat vào. Thật ra thì chúng ta cũng biết ha, các bạn có cũng đã từng được nghe cái câu chuyện rằng là
Em nghĩ là thần thái bên trong và sự tự tin. À, đúng rồi, thần thái bên trong và sự tự tin đó là cái việc gây ấn tượng với nhà tuyển dụng đúng không? Là rồi, còn còn điều gì nữa không? Có một ý kiến nào nữa không? Một vài ý kiến nữa đi. Để xem hôm nay các bạn có những vấn đề gì nè. Nếu mà các bạn ngại tương tác trực tiếp với chị Chi, có thể chat vô box chat Các nha. bạn có thể chat vào bot chat ha. Một cái điều mà các bạn sẽ nhận thấy rằng là chúng ta là sinh viên ha, các bạn đừng có ngại khi mà các bạn hỏi á, các bạn đừng có sợ người ta thấy phiền quá, hoặc là các anh chị em sợ em hỏi nhiều quá anh chị làm phiền anh chị. Không có đâu các bạn, khi các bạn hỏi thì khi chúng ta chủ động, cái sự chủ động của các bạn á, nó sẽ thể hiện được 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 rằng là cái tinh thần của các bạn như thế nào, cái sự nhiệt huyết của các bạn như thế nào. Thì cái người đối diện hoặc là những người đi trước, đàn anh đàn chị á, hoặc là những cái người thì họ sẽ cảm nhận được cái đó, họ sẽ thấy có việc là bạn bạn hứng khởi với điều đó, bạn mong muốn được nhận điều đó, thì cái câu trả lời hoặc là những cái điều mà các bạn thắc mắc sẽ được giải đáp, nó sẽ được nhiều hơn như là sự mong đợi của các bạn. Còn nếu mà chúng ta im phăng phắc thì bản thân các chị các anh này kia vân vân nhiều khi muốn cho nhưng mà không biết, tại vì cái quan trọng là chúng ta cho đúng ha, cho đúng thì nó mới hiệu quả. Còn nếu mà chúng ta cho mà nó không đúng nhu cầu, không đúng mục đích, không đúng theo cái nhu cầu của các bạn thì nó sẽ trở nên vô nghĩa ha. Nên là chúng ta cứ mạnh dạn chia sẻ rồi. Ok, chị coi như chị sẽ tóm lại là các bạn đang gặp khó khăn trong việc là, thứ nhất là chúng ta loay hoay cũng không biết là chọn trang phục nó như thế nào không, đi để đi đi tuyển dụng nè. Rồi chúng ta cảm thấy là ví dụ nếu mà mình đầu tư nhiều quá, tức là mình trang bị nó rất nhiều, mình chuẩn bị này kia nọ vân vân, thì không biết là nó quá không, nó có gọi là tổ tiên của mình hay gọi là ố về hay không đó. Với cái đó thì liệu cái có bị phản cảm khi mà tới với nhà tuyển dụng hay không. Rồi cái quan trọng nữa là các bạn cũng loay hoay câu chuyện rằng là mình không có thần thái, mình không có tự tin như vậy thì làm sao để thể hiện cái điều đó đúng không? Rồi ok, hôm nay thì chị sẽ có cô đọng cho các bạn một vài cái ý, có thể là nó sẽ không phải là toàn bộ hết nhưng cơ bản nó có thể cho các bạn một vài cái điều để các bạn có thêm nhiều góc nhìn ha, có thêm góc nhìn và có thêm cái việc rằng chuẩn bị cho mình. Mong cái điều hôm nay chị sẽ chia sẻ là làm sao để các bạn có thể, bản thân các bạn có thể tỏa sáng và trở thành một ứng viên cho nhà tuyển dụng, hoặc là các bạn làm việc với một đối tác nào đó, hoặc là các bạn làm việc với khách hàng có thể đang 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 mong muốn tìm kiếm hoặc là lựa chọn các bạn nha. Rồi thì đây là một cái điều mà chị muốn chia sẻ với các bạn. Cũng có rất là nhiều bạn sinh viên chia sẻ với bạn với chị khi là em không biết làm sao để gây ấn tượng, hoặc là bản thân em là sinh viên bây giờ em cũng còn rất là nhiều hạn chế, thì làm sao em có thể gây được cái sự ấn tượng, hay là em đến đi tuyển dụng hay là kia vân vân, thì em có thể gây được một cái sự chú ý. Thật ra thì hiện nay á, ngoài cái câu chuyện rằng là chúng ta gây ấn tượng ra bằng nhiều cách, thì có một một vài cái keyword ở đây chị gợi mở cho các bạn để các bạn có thể chú ý vào nó, để làm một cái sự gợi mở cho bản thân mình và chuẩn bị cho các bạn. Thứ nhất đó, là hiện nay ví dụ như khi các bạn làm ứng viên, các bạn đi tuyển dụng, hoặc là các bạn ngay cả các bạn khi làm một cái công việc nào đó cho một đối tác hoặc là cho một khách hàng, thì thứ nhất đầu tiên là các bạn phải thể hiện được cái sự chủ động của bản thân mình ha. Cái sự chủ động là cái sự mà người ta rất là quan tâm. Tại vì khi mà giao một cái công việc hoặc là người ta muốn cho các bạn tham gia vào một cái dự án của người đó, thì người ta luôn mong muốn là bạn sẽ là một cái người có thể là xông xáo, nhiệt huyết, các bạn có thể nhận lãnh được cái trách nhiệm đó vào trong cái công việc của mình, thì bạn phải thể hiện được cái sự chủ động đó của mình để cho bản thân cái đối tượng đối tác của mình họ thấy được cái chuyện đó, thì nó sẽ gây được một cái sự ấn tượng và một sự chú ý của người khác. Còn nếu mà chúng ta quá thụ động á, chúng ta chỉ chờ thôi, chờ đợi thôi, thì nó sẽ là một cái điều mà người ta, tại vì bây giờ cái cơ hội các bạn cũng thấy rằng là cái tốc độ của chúng ta ha, trong công thời đại 4.0 rồi, không có chờ đợi ai hết. Cái câu chuyện chúng ta là phải chủ động trong mọi thứ, chúng ta
không có chờ cơ hội đến, mà chúng ta phải tận dụng cái cơ hội đó như thế nào, chúng ta tiếp nhận cái cơ hội đó, là tiếp nhận thông tin như thế nào, và chúng ta phải action nó ngay. Thì cái việc đó là cái việc một cái keyword các bạn nên chú ý. Thứ hai là tốc độ ha, làm chủ động rồi, và cái câu chuyện đó là phải nhanh nhanh và hiệu quả. Cái thứ ba là cái từ chuyên môn, cái này là điều chắc chắn các bạn phải có. Tức là khi mà các bạn đi phỏng vấn hay các bạn đi 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 đến để nhận một cái công việc, một cái job nào các bạn, thì các bạn phải hiểu được cái công việc đó nó như thế nào, cái yêu cầu, và các bạn có những cái trình độ kiến thức chuyên môn cũng như là những cái trải nghiệm của các bạn, kinh nghiệm của các bạn trong cái công việc đó. Các bạn phải tìm hiểu cũng như là các bạn phải đáp xem được là mình đáp ứng được bao nhiêu, để có mình có một cái sự chuẩn bị đó khi mình trao đổi, cũng như là mình thể hiện được cho những cái nhà tuyển dụng, đối tác và khách hàng, người ta thấy được cái điều đó. Cái thứ tư đó là cái sự chia sẻ, và chia sẻ đây tức là cái câu chuyện mà chúng ta có thể mạnh dạn chúng ta trình bày, hoặc là chúng ta chia sẻ cái quan điểm, cái chính kiến của mình, hoặc là những cái góc nhìn của bản thân mình. Đó là một cái điều rất là quan trọng, và để nhà tuyển dụng họ cũng sẽ gây được cái sự chú ý của bản thân mình, và họ sẽ nhiều dựa vào cái điều đó để họ sẽ quan sát, cũng như là họ sẽ xem xét nên là cái ứng viên này có phải là cái ứng viên mà đang tìm kiếm hay không. Rồi tiếp theo đó là thứ năm, đó là cái tin việc và tinh thần làm việc nhóm, tin việc làm việc đội nhóm với nhau. Hiện nay thì chúng ta cũng thấy đó rồi, ngoài cái chuyện mà phát triển về bản thân, các bạn làm tốt cái vai trò của các bạn, thì các bạn còn phải câu chuyện có sự kết nối, và các bạn phải biết làm việc tập thể với nhau để tạo được một cái hiệu ứng cũng như là một cái kết quả chung tập thể nó tốt hơn và hiệu quả hơn. Thì cái việc làm việc tinh thần nhóm này nó cũng là một cái yếu tố rất là quan trọng. Và cuối cùng là các bạn cần phải xây dựng cho mình một cái thương hiệu cá nhân. Thì cái việc thương hiệu cá nhân nó sẽ bao gồm cả luôn về cái câu chuyện thương hiệu cá nhân, nó liên quan tới góc độ bao quát. Còn nó sẽ có là hình ảnh, câu chuyện, là trong đó có trong thương hiệu cá nhân của các bạn thì nó sẽ có là gì, có hình hình ảnh cá nhân của các bạn nữa, về phong cách, về cái những cái thái độ cũng như là cách ứng xử, rồi những cái kinh nghiệm, trải nghiệm của các bạn, cái cách xử lý vấn đề của các bạn, nó tạo nên, hình thành nên cho bạn một cái nhân dạng, và để truyền tải được, để xây dựng cho bạn được một cái thương hiệu cá nhân. Thì với những cái keyword này, nó cũng là những cái yếu tố thì để giúp cho các bạn có thể gây hoặc là có thể tạo được một những cái ấn tượng, hoặc là những cái sự chú ý ban đầu dành cho những cái nhà tuyển dụng, hoặc là đối tác, hoặc là khách hàng. Thì và cái việc như chị nói đó, để mình cái câu chuyện này là các bạn phải thể hiện ra, đúng không? Các bạn cũng cần phải làm truyền tải nó ra như thế nào để cho người ta thấy được cái chuyện đó. Thì để muốn truyền tải nó ra thì cái diện mạo của các bạn, hoặc là cái cách mà các bạn thể hiện nó ra, cái phong thái, cái thần thái, hoặc là cái những cái mà các bạn trang bị cho mình, vẻ bề ngoài của mình, thì nó làm sao nó phải tương ứng và nó thể hiện được cái điều đó ra từ bên trong của các bạn ra. Thì các bạn sẽ cảm thấy rằng là việc xây dựng hình ảnh cá nhân là một cái chuyện nó bây giờ nó không phải là cái câu chuyện mà sau sau nữa, hoặc là từ sau này đợi khi tôi có điều kiện, hoặc tôi mới quan tâm tới nó, mà bạn phải bắt đầu từ cái câu chuyện khi mà bạn đã có mong muốn đi ra bên ngoài để các bạn tìm kiếm những cái cơ hội mới. Rồi tiếp theo thì chúng ta thảo luận một chút xíu nha, chúng ta có trao đổi với nhau một chút xíu, thì các bạn cho chị hỏi thêm là các bạn nghĩ thế nào về câu chuyện mà ngày xưa chúng ta thường hay nói là tốt gỗ không tốt mất sơn, thì các bạn hiểu cái câu này nó như thế nào, và các bạn đang có một cái quan điểm gì về cái câu này, và cảm thấy cái câu này bây giờ nó có phù hợp hay không? Các bạn nào có ý kiến không? Bạn nào chia sẻ không? Chị thấy có vài bạn thêm vào nè, các bạn hãy chia sẻ thêm không? Dạ em chào chị ạ, em xin được phép chia sẻ ạ. Rồi xin mời bạn ha. Dạ em hiểu cái câu nói là tốt gỗ không tốt sơn, có nghĩa là mà trước đây người ta sẽ nhìn vào, người ta sẽ
sẽ đánh giá vào cái năng lực chuyên môn, những cái kỹ năng mà bên trong của con người để là nó sẽ đánh giá được đề xuất được cao hơn so với những cái vẻ mà bên ngoài. Nhưng mà đối với em thì đối với hiện tại thì em nghĩ là nó cái này nó cũng chưa cho đúng hẳn, thì bây giờ người ta sẽ chú ý đến là những cái vẻ về bên ngoài cũng nhiều, nhưng mà em nghĩ là nên có sự kết hợp giữa bên trong và bên ngoài để được đánh giá cao hơn ạ. Ok Dạ, em cảm ơn chị. em. Rồi, các bạn nào một câu trả lời rất là ok ha. Còn bạn nào nữa không? Các bạn nào chia sẻ theo góc nhìn của mình nữa không? Các bạn có một cái gọi là một cái sự trải nghiệm nào về mặt cái câu chuyện này không? Ví dụ như các bạn thấy rằng là hồi xưa hoặc là một cái việc là khi mà gặp các bạn gặp một cái người mà họ họ có cái họ ăn mặc bề ngoài rất là bảnh bao ha, rồi này kia vân vân, thì bạn có ấn tượng như thế nào với so với một người mà ví dụ như là họ rất là giỏi, bạn biết bạn rất là giỏi nhưng mà bề ngoài rất là bình thường, hoặc là có vẻ trông rất là sền soàng hoặc này kia vân vân, thì không biết là các bạn có những gặp những cái tình huống đó và các bạn có những cái cảm nhận hoặc là trải nghiệm gì không? Cái này chắc em chia sẻ một xíu, tại vì em trong Bách Hóa em thấy mấy bạn nam ở Bách Hóa thường là áo sơ mi nhưng mà đi với dép lê, thường thường là vậy á. Cái đặc điểm sinh nhận dạng của các bạn là vậy á, các bạn rất là giỏi luôn nhưng mà các bạn sẽ không ở trên trang phục là áo sơ mi vest chuyên nghiệp, nhưng mà thường các bạn là sẽ làm một cái gì đó rất là đơn giản hoặc là xòe xòa, nhưng mà giống như câu chị vừa nói á, là tốt gỗ hơn tốt nước sơn thì nó cũng không hẳn vậy, là các bạn vừa cái vẻ bề ngoài nó không có thể hiện được hết con người của mấy bạn. Đúng rồi. Đó, đây cũng là một cái ví dụ giống như bạn Chi Mai cũng chia sẻ ha. Đó là một cái ví dụ mà các bạn sẽ thấy. Ngày hồi xưa chị cũng vậy đó, chị có dịp làm việc với rất nhiều chuyên gia. Rất là nhiều chuyên gia mà chỗ các anh coi cái profile của các anh chị thì thôi thì nói là ồ, quá trời là đó, nó là nội công thâm hậu luôn đó. Nhưng mà vì vì đôi khi các anh chị tập trung quá vào chuyên môn và đôi chị chỉ bề ngoài của anh chị rất là bình thường, hoặc là đôi khi cũng không bỏ lơ luôn, không có chú tâm gì tới về bề ngoài bình thường hết. Và một cái gọi là một cái hiện thực luôn là khi các anh chị, ví dụ như khi các anh chị đi apply hoặc vào một những cái hồi xưa chị hay liên hệ là cái câu chuyện là chị đi kết nối hoặc là chị cung cấp tổ chức những cái buổi đào tạo cho các tập đoàn chẳng hạn, thì có họ sẽ mời chuyên gia. Họ sẽ mời chuyên gia thì chị là người kết nối để giới thiệu các chuyên gia đó vào. Thì coi profile thì họ rất là ok và rất là đáp ứng được những cái yêu cầu của tiêu chí của doanh nghiệp. Nhưng mà khi mà đến gặp để trao đổi thì cái bề ngoài á của họ làm cho những cái chủ doanh nghiệp hoặc là những ấy thì họ sẽ cảm thấy rằng là cái đó nó không thể hiện, nó không phát lên được. Ví dụ như một cái người họ ví dụ như là ăn mặc nó rất là ví dụ như tền toàn quá hoặc là xề xòa quá, đi không không có mang mang theo bộ, không có mang com lê thì đi lên lớp dạy, tức là ấy, thì nó dẫn đến câu chuyện là người ta sẽ cảm thấy nó không có một cái sự chuyên nghiệp, nó không có một sự chuyên nghiệp và họ sẽ cảm thấy là nó không tương xứng với cái năng lực của thì những cái chuyên gia đó. Thì đó là cũng là những cái điều mà hiện thực nha. Chúng ta đang sẽ thấy rằng là đôi khi dù mình muốn hay không muốn, các bạn có phải có đồng ý với chị hay không, là chúng ta sẽ khi mà chúng ta luôn luôn bị những cái đánh giá bên ngoài đúng không? Chúng ta dù chúng ta không muốn hoặc là đôi khi chúng ta cũng không có ý định rằng là chúng ta sẽ phán xét hoặc là đánh giá người khác, nhưng cái việc rằng là chúng ta nhìn diện người đó, người đối diện của mình nhìn như vậy nó cũng sẽ trực quan, nó sẽ làm cho bản thân mình cảm giác là à, mình nhìn cái người đó mình cảm thấy mến hay không, mình có yêu thích hay không, rồi khi mà mình yêu thích thì mình mới có thể mong muốn được nói chuyện đúng không, mình cảm thấy mình yêu thích cái người đó, mình thích trò chuyện hoặc là mình muốn tìm hiểu thêm về cái người đó, mình muốn biết thêm về công việc người đó làm như thế nào này kia vân vân. Thì đó là một cái điều mà chúng ta cảm thấy rằng là cái ấn tượng ban đầu nó sẽ rất là quan trọng. Thì nên là hiện nay cái câu chuyện hồi xưa đúng là tốt gỗ hơn tốt nước sơn, nhưng mà về một mức độ nào đó thì hiện nay thì chúng ta cần phải tốt gỗ và cả tốt nước sơn nữa, tốt gỗ và tốt nước sơn nữa. Và tại vì thứ nhất đó là cái bề ngoài này của chúng ta sẽ làm một cái việc, chúng ta sẽ truyền tải
Đúng là giống như là câu chuyện các bạn sẽ thấy được cái sự kết nối, chúng ta kết nối được với những cái công việc tốt, hoặc là kết nối được với những người người tốt, hoặc là kết nối được với những cái cơ hội kể kia vân vân, nhiều đối tượng nhiều đa dạng, thì mình cũng phải có cái sự tương tương thích tương xứng với nó, thì nó mới gọi là không biết là các bạn có từng nghe luật hấp dẫn không ta, các bạn có biết luật hấp dẫn không ta, thì khi chúng ta có những cái điều đó thì chúng ta sẽ hút những cái điều nó sẽ tương tự, nó sẽ đều tương tự vào, thì đó là đúng rồi, nó sẽ có những cái điều đó nó sẽ hút vào, thì nó cũng là một cái cách như vậy. Đôi khi chúng ta nếu mà chúng ta không có cái sự tương xứng đó thì nó dẫn đến rằng là giống như là các bạn để đi, ví dụ như chúng ta cũng yêu mến cái người đó nhưng mà cái người đó họ có những cái điều mà khác biệt với mình quá, hoặc trái rồi đó, thì dần dần mình cũng sẽ có một cái sự khoảng cách, đúng không ạ? Mình sẽ có một cái sự khoảng cách ra rất là nhiều rồi, thì nên là cái việc mà chúng ta có một cái nội lực, tức là chúng ta có chuyên môn, chúng ta có kiến thức, chúng ta có những cái sự trải nghiệm kinh nghiệm này kia vân vân, là một cái yếu tố rất là quan trọng và cần thiết rồi. Nhưng mà bên cạnh đó thì chúng ta cũng cần phải có cái hình 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 ảnh bên ngoài để giúp cho chúng ta truyền tải được cái đó ra. Ví dụ như chị hiện nay thì cái cách thức chị không không hướng dẫn cũng như là không 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 cổ suý các bạn là mình phải theo trending ha, mình phải không phải đi theo fashion thời trang quá thời thượng, nhưng các bạn cần phải hiểu nó để các bạn biết rằng là cái việc mà chúng bên ngoài cơ thể của chúng ta, hình ảnh của chúng ta này, nó sẽ thể hiện nó phản ánh được những cái gì bên trong của chúng ta phản ánh được cái gì bên trong của chúng ta, thì chúng ta để đi chúng ta có một cái sự connect kết nối với bên ngoài, vì vậy mà chúng ta cần phải có cái sự tương thích đó. Rồi. Đây ha. Xin chị xin phép share tiếp màn hình nha. Rồi, tốt gỗ là phải tốt rồi, nhưng mà chúng ta cũng phải tốt nước sơn luôn. Rồi, cách ăn mặc và phong cách thì nó sẽ truyền tải cái thông điệp mà chúng ta muốn hướng đến và chúng ta lan tỏa. Các bạn ví dụ như các bạn muốn cho người khác biết được mình, chuyện mình ví dụ như mình muốn thể hiện cho đối ví dụ như nhà tuyển dụng của mình biết mình là một người năng động, mình là một người ví dụ như là chỉnh chu, mình thường hay đến đúng giờ, mình sẽ luôn luôn là sắp xếp gọn gàng ngăn nắp mà kia vân vân trong các công việc, thì cái việc mà mình thể hiện trên cái con người của mình nó cũng phải cần phải thể hiện cho chuyện diện đó, tại vì trước khi cái câu chuyện mà các bạn thể hiện cho người khác biết và vào trong công việc á, là ví dụ như là tôi làm tốt công việc này tôi làm tốt, thì các bạn phải qua được cái vòng gọi là cái vòng tuyển dụng, đúng không, cái vòng ấn tượng ban đầu phỏng vấn đã, thì các người ta mới biết, thì trong cái việc mà các bạn phỏng vấn đó đó thì các bạn phải làm sao người ta sẽ nhìn qua cái cách, ví dụ như nhìn qua cái việc mà các bạn ăn mặc nó như thế nào, các bạn tác phong của các bạn ra sao, các bạn nói chuyện như thế nào, có từ tốn hay không, hoặc là có gãy gọn hay không, có gọn gàng hay không, thì đó là cái điều mà những cái thông điệp đó thông qua những cái đó mình muốn truyền tải cho người ta, thì lúc đó mình muốn người ta biết đến mình mà người ta thấy được rằng là mình phù hợp với lại cái công việc của mình đang ứng tuyển. Ví dụ như các bạn đang chỉ ví dụ như là các bạn đang đang muốn ứng tuyển vào một vị trí gọi là bán hàng đi ha, hoặc là kinh doanh đi, thì các bạn khi mà có việc bạn ăn mặc tác phong của các bạn phải làm sao cho các chuyện thể hiện được kinh doanh là phải gì, phải năng động. Trang phục ví dụ các bạn không cần phải mặc vest nhưng phải mặc com lê gì đó nó hoành tráng, nhưng các bạn phải mặc ví dụ như là các bạn mặc blazer, áo thun trong mặc blazer, hoặc là mang những cái giày Nike chẳng hạn, như vậy nó gọn gàng, nó lịch thiệp, nó sạch sẽ, thì nó cũng thể hiện được cái câu chuyện rằng là các bạn năng động, các bạn có thể tiếp cận với khách hàng, các bạn đủ chuyên nghiệp để các bạn giới thiệu những cái sản phẩm dịch vụ của công ty đến với khách hàng kia vân vân, thì đó là cái cách mà chúng ta cần phải làm sao để truyền tải cái thông điệp hoặc là truyền tải cái mà bên trong ta muốn cho cái nhà tuyển dụng họ thấy được ha. Rồi cho và đơn và một cái cách nữa là để làm sao gây ấn tượng được cái câu chuyện rằng là ngoài cái câu chuyện là các bạn apply, các bạn để các bạn phù hợp với lại cái công việc hoặc là tính chất của đơn vị nhà tuyển dụng hoặc là khách hàng hoặc đối tác, thì các bạn cũng cần cái câu chuyện là các bạn phải
cái việc ăn mặc hoặc là phong cách nó sẽ duy trì được cái một cái phong thái, nó phong thái cũng như là cách sống của mình. Các bạn phải thể hiện được chính con người của các bạn. Hồi nãy chị thấy là trong cái thanh box chat của các bạn á, các bạn nói là cái việc tự tin thần thái đúng không? Thì cái chuyện thần thái nó ở đâu ra? Các bạn sẽ thấy có những người là ồ sao cái chị đó thần thái quá, hay là cái chị đó phong cách quá, hoặc là kia nọ thật. Nhưng cái đó là cái gì? Cái đó là sự tự tin của các bạn, cái sự mà các bạn nuôi dưỡng từ bên trong. Các bạn biết được là các bạn phù hợp với cái gì, các bạn đang mong muốn cái gì, các bạn muốn truyền tải thông điệp gì qua cái việc hình ảnh của mình như thế nào. Thì cái việc đó khi bạn hiểu rất là rõ về cái việc đó rồi thì các bạn sẽ rất là tự tin và cũng như là rất là thần thái, và các bạn sẽ không có ngại ngùng khi các bạn đối diện với lại nhà tuyển dụng, hay là đối tượng với khách hàng, hay là đối tác. Rồi thì bây giờ đi sâu một chút nữa thì chị sẽ chia sẻ với các bạn một vài cái bí quyết để các bạn làm sao cho ăn mặc đẹp. Thật ra cái ăn mặc đẹp ở đây á, chúng ta sẽ có nhiều cấp độ ha, và cái cấp độ cơ bản nhất của mà chúng ta làm sao chúng ta cảm thấy đẹp thì là câu chuyện gì? Đó là câu chuyện phù hợp. Không nhất thiết là các bạn phải mặc nó quá lộng lẫy hoặc các bạn phải quá trang hoàng thì mới gọi là đẹp ha. Cái quan trọng nhất là các bạn phải làm sao cái việc ăn mặc đó các bạn phải phù hợp với bạn, và đầu tiên là phù hợp với vóc dáng của các bạn. Không biết là ở đây các bạn đã có từng biết được cái vóc dáng của mình chưa ha? Tìm hiểu hoặc là lắng nghe cái vóc dáng của mình chưa hả? Ok, thì chắc là chị sẽ điểm qua sơ ha. Cái này các bạn có thể tìm thêm. Cái file này chị có thể gửi cho các bạn. Chị cũng nốt rất là rõ. Và các bạn có thể tìm hiểu thêm. Ra đây chị qua, chị chỉ nói vắn tắt thôi ha. Thì cái việc phù hợp này á, khi để các bạn làm sao ăn mặc đẹp á, ngoài cái câu chuyện rằng cái trang phục của các bạn không cần phải quá cầu kỳ nha. Tại vì chúng ta đang là sinh viên. Chúng ta đang là sinh viên. Chúng ta không có điều quá nhiều điều kiện để chúng ta đầu tư vào trong cái việc mà quần áo trang phục hoặc là những cái phụ kiện. Và chị cũng không khuyến khích phải đầu tư quá nhiều, mà chúng ta cần phải đầu tư những cái gì nó phù hợp và phục vụ cho mình phải biết được cái đó nó mục mục đích gì, mục tiêu gì. Các bạn có thể chọn, có thể không cần quá nhiều, nhưng các bạn nên chọn những cái gì phù hợp và nó chất lượng cho bản thân mình thì cái điều đó nó sẽ cần thiết hơn ha. Thì đầu tiên quan trọng là các bạn sẽ xem á, cái trang phục á, nó để các bạn đẹp á, là các bạn nó phải hợp với mình, và hợp đầu tiên là hợp với vóc dáng. Thì chúng ta cơ bản người của chúng ta thì chúng ta sẽ có năm cái dáng người cơ bản ha, năm dáng người cơ bản thì dáng chủ nhật nè, dáng trái lê, dáng đồng hồ cát, dáng trái táo, và dáng tam giác ngược. Thì đây là những cái dáng dáng người. Thì nó ở đây chị cũng có chia sẻ, hoặc các bạn cũng có thể search, các bạn có thể search thêm ở trên 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 mạng để các bạn biết rõ hơn. Người ta mô tả rất là kỹ về những cái dáng này, những cái dáng này thì bản thân các bạn sẽ mình sẽ cần biết được là mình đang là ở dáng nào, thì mình sẽ chọn những cái trang phục nó phù hợp để nó gì, nó tôn lên cái vóc dáng của bản thân mình và nó hạn chế đi những cái khuyết điểm của bản thân mình ha. Ví dụ như các bạn á, đây chị sẽ thêm tiếp theo ha. Rồi, đương nhiên nó sẽ là cái năm cái dáng cơ bản, tuy nhiên là nó sẽ có những cái thay đổi và thay đổi theo thời gian. Tuy nhiên là mình sẽ biết được mình cơ bản là mình ở cái khung cái dáng nào để mình có một cái sự lựa chọn phù hợp cho cái dáng đó. Chúng ta phải yêu thích và cảm nhận được cái dáng đó nha. Các bạn đừng có cảm thấy là sợ hoặc là mình không có phải theo chuẩn của người mẫu hay là gì ha. Không 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 ấy. Tức là các bạn thấy đó. Cái quan trọng là những cái người họ có những cái dáng dáng mà nó không theo chuẩn của model đi, không theo chuẩn của người mẫu đi, nhưng họ vẫn có những cái trang phục nó phù hợp với họ và giúp cho họ toát lên được cái vẻ đẹp của họ. Đây là một cái hình mà chị cũng sợ cho các bạn thấy đó. Quan trọng là mình hiểu được cơ thể của mình, và chúng ta sẽ lựa chọn những cái trang phục, những cái chất liệu mà nó phù hợp với mình, thì cái điều đó nó sẽ giúp cho mình đẹp hơn. Đó, đây là một vài cái ha, có thể mình một cách vài cái nhận biết
có những hai cách để mình có thể nhận biết được cái dáng người của mình mà các bạn có thể áp dụng. Sau cái buổi này các bạn, cái file này chị có thể gửi lên trên cho các bạn ha, gửi cho chắc là chị Mai, nhờ chị Mai kết nối và gửi cho các bạn để các bạn có thể tham khảo thêm, để các bạn biết được về cái cách thức như thế nào là mình có thể lấy số đo của cơ thể, thì mình cũng sẽ những cái số đo này nó sẽ tương ứng và nó sẽ phù, nó mình sẽ biết được cái dáng của mình là như thế nào, giống như dáng trái lê hay là dáng đồng hồ cát hay là dáng dáng trái táo hay tam giác ruột gì đó, nó sẽ có chuẩn của nó hết, thì mình sẽ tương tương đương với nó rồi đó. Ok ha, mình nhận biết qua các dáng người và những cái dáng nào nó cũng sẽ có những cái trang phục nó sẽ phù hợp với những cái dáng đó. Ừ, đó đây là một chỉ ví dụ như một vài dáng đi ha, một hai dáng để cho các bạn dễ hình dung nha. Ví dụ như là dáng chữ nhật đi, dáng chữ nhật tức là cái phần đa phần là phần vai, là số đo của vai, eo và hông của mình nó tương đương, gọi là nó xung xung với nhau, nó sẽ xem xem với nhau, nó không có, ví dụ còn dáng thường, dáng người mẫu là dáng đồng hồ cát, tức là phần gọi là 90 60 90 đó các bạn, tức là ba vòng đó là lúc đó là theo dáng đồng hồ cát. Còn cái dáng của hình chữ nhật thì nó sẽ là tương, nó xem xem, số đo nó xem xem và tỷ lệ cơ thể của nó không có rõ ràng lắm, nó xem xem với nhau, nó thiếu đường cong. Thì lúc đó mình sẽ cần phải mặc những cái trang phục nào để làm sao mình chú trọng và mình tạo nhấn được cái điểm eo của mình, để nó thon gọn lại cái phần đó của mình nha. Và mình không nên mặc những cái gì, mình không nên mặc những cái gì để làm sao nó gì, tại vì những cái không nên này nó sẽ làm cho mình bị lộ ra những cái nhược điểm đó, mình bị lộ ra những cái nhược điểm đó thì giúp thì nó sẽ làm cho việc của mình sẽ không không đẹp nữa, mình sẽ chú ý tới những phần đó ha. Đó thì đó, đây là cái tay mắt ngược, thì các bạn chú ý vào những cái họa tiết hoặc là chú ý vào những cái điểm nhấn là tạo eo, thì nó sẽ tạo làm cho cái eo của mình nó có, thì nó sẽ tôn được cái dáng của mình hơn. Với những người dáng chữ nhật ha, thì đó các bạn có thể chọn ra những cái kiểu, ví dụ như thiết kế có đường rẽ sọc nè, đó nó tạo cái điểm nhấn ở trong trên cái eo của mình, hoặc là có những cái dáng váy chữ X có điểm nhấn là ôm eo chẳng hạn, vân vân. Thì đó là những cái một vài cái gợi ý để các bạn có thể chọn. Thật ra đó, hoặc là ví dụ như nếu mà quần quần thì các bạn cũng dạy quần hoặc là áo trên các bạn phối, thì các bạn sẽ thể để làm sao tạo ra cổ tròn, cổ tim nè, giúp cái phần trên nè nó sẽ bớt cái phần ngang đi nhiều, mà nó sẽ tạo cái việc thon hơn, và điểm cũng sẽ có điểm nhấn ở phần eo luôn ha, quần ôm và có điểm nhấn phần eo. Rồi ví dụ như đó là một vài cái, rồi dáng ví dụ như một vài dáng nữa, một chị thêm ví dụ một dáng dáng quả lê đi, dáng quả lê thì cái phần này thì phần trên nhỏ, phần eo cũng nhỏ, nhưng cái phần hông, phần mồng ba của mình lại to quá, lại thường cái này là những cái người mà ví dụ như như là những cái người mà họ trên 35 tuổi, họ đã có gia lập gia đình này kia vân vân, thì họ sẽ thường có những cái dáng người như thế này đó. Thì cái phần này thì mình sẽ biết cái dáng người, thì mình sẽ làm gì, làm nổi bật cái phần thân trên, làm nổi bật để người ta tập trung vào cái phần thân trên là cái phần nhỏ gọn thon gọn của mình, và ở dưới này thì mình sẽ làm hạn chế nó đi, để người ta đừng có trông và tập trung nhiều ở phần dưới, để nó hạn chế đi ha. Đó thì đây là một vài cái lướt qua chị có thể gửi cho các bạn để các bạn có thể tham khảo thêm, hoặc các bạn có search thêm thì các bạn sẽ thấy mình sẽ tập trung tạo điểm nhấn là phần trên như thế này nè, để tạo cái việc chú ý tập trung nhiều, và cái phần ở dưới này thì mình sẽ làm đơn giản hoặc là gọn đi, để làm sao để bớt được cái phần 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 hông to của mình đi ha. Đó hoặc là chúng ta có thể làm những cái váy xòe hoặc là váy chữ A để mà mình che đi, mình bớt đi để không thấy cái phần rộng. Rồi ok ha, thì cái này một vài cái chị chắc là thời gian cũng không có nhiều lắm nên chị sẽ lướt qua cái này. Đây là một số cái gợi ý các bạn có thể tham khảo thêm với cái tài liệu chị gửi nha. Một số cái này, cái kiểu thôi, các bạn có thể tham hiểu và các bạn hiểu thôi, còn không nhất thiết là các bạn phải mặc cái trang phục y chang như vậy đâu nha. Nha, các bạn phải hiểu nó. Rồi đó, đây là một số ha, một số cái gợi ý cho những cái dáng người. Cái quan trọng như chị nói đó, chúng ta hiểu được cái dáng của chúng ta, biết được cái cơ thể của chúng ta, lắng nghe cái cơ thể của chúng ta, thì chúng ta sẽ biết cái nào nó phù hợp với mình,
và chúng ta sẽ chọn những, chúng ta không bị lăn tăn quá nhiều là không biết mình họ mặc cái này nó có hợp hay không, mặc cái kia có hay hợp hay không, mà mình biết được là à dáng của mình là như vậy thì mình sẽ phù hợp với những cái kiểu nào và cái chất liệu nào và cái vân vân, thì lúc đó mình sẽ khoanh vùng nó, mình phạm vi nó để làm cho cái câu chuyện mình mặc cái trang phục của mình nó sẽ phù hợp hơn. Ví dụ như cũng là áo sơ mi, ví dụ như chúng cũng là áo sơ mi nhưng mà mình mặc cái áo sơ mi nào để nó tạo cho mình, ví dụ như hợp với cái dáng đó thì mình sẽ chọn để mà gì, giúp cho mình tôn lên và giúp cho mình tự tin hơn. Tại vì khi các bạn mặc cái gì mà nó phù hợp á với mình á thì các bạn sẽ cảm thấy nó phù hợp. Rồi, ok ha, đó là cái phần mà phù hợp với dáng người. Không biết rằng là cái phần này các bạn có câu hỏi nào với chị không, trước khi chúng ta bước sang cái phần tiếp theo một chút xíu. Em nghĩ là cái này mấy bạn cũng chưa tìm hiểu nhiều cho nên là cũng chưa có câu hỏi á chị. Chắc là mình sẽ bước sang phần tiếp theo luôn ha. Chị ơi, chị có nghe em nói không? Chắc mạng em đang bị lắc. Ok, sorry các bạn, mình sao tự nhiên bị out ra ta? Chắc là hơi bị do. Chắc là mấy bạn cũng chưa có tìm hiểu nhiều quá cho nên là em nghĩ là mình nên bắt đầu phần chia sẻ tiếp theo. Ừ, rồi, ok em. Chắc là bé cho chị lại cái quyền host, chị sharing lại nha. Thật ra cái chủ đề này á, làm thật ra chị sẽ thường á, những cái chủ đề liên quan tới về hình ảnh hoặc là về 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 cách ăn mặc trang phục mà kia vân vân á thì chị sẽ làm offline. Lúc đó sẽ nó có trực quan hơn, tức là có trang phục cho các bạn, có trang phục tại đó cho các bạn và sau đó sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách lựa chọn như thế nào nó phù hợp với cái dáng của các bạn. Đôi khi nó không cần nhất thiết là các bạn phải chọn cái trang phục hoặc là cái gì đó kiểu cách quá, hoặc là nó phải là thương hiệu hay là nó phải kiểu này kiểu nọ nhiều đâu. Cái quan trọng là nó chỉ là đơn giản nhưng mà nó phù hợp với các bạn, là cái điều đó nó rất, nó sẽ tôn lên được cái vóc dáng của mình và các bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn rất là nhiều. Ví dụ như các bạn vai các bạn, ví dụ các bạn có những, ví dụ như chị là bị to phần dưới nè, chị bị to phần dưới nè nên là chị sẽ hạn chế, biết cách hạn chế, ví dụ chị mặc cái quần lưng cao chẳng hạn để nó che bớt đi, chị không có mặc hạn qua giá mặc những cái quần lưng thấp chẳng hạn như vậy, thì khi đó mình biết cách che những cái khuyết hạn chế của mình sẽ cảm thấy tự tin hơn rất là nhiều, và cái việc đó nó sẽ giúp cho bản thân mình hiểu hơn, mình ăn mặc nó cũng sẽ tốt hơn. Bé cho chị cái quyền host đi, chị mới sharing được. À, em có nói anh Kim rồi chị, tại vì em không phải là người mở cái Zoom này. Ủa vậy hả? Chắc rồi. Dạ. Như có chị thấy Quyền Hót hiện nay đang ở bạn Hương Hoài á. Bạn Trần Ngọc Hương Hoài. Cái tiếp theo á, thì chắc là trong lúc đợi thì ok chị có thể chia sẻ thêm một chút cho các bạn, đó là sau khi các bạn hiểu về vóc dáng của các bạn thì các bạn có thể tìm hiểu thêm về câu chuyện về màu sắc. Nãy chị cũng nghe nói là thường các bạn sinh viên chúng ta thì thường hay chọn cơ bản là chỉ có màu trắng, màu xanh, màu đen đúng không, là những cái màu gọi là rất là basic, những cái màu rất là trung tính và những cái màu basic. Thì cái quan trọng là cái đó thì nó, những cái màu đó thường cái màu đó là màu trung tính thì màu nó sẽ an toàn, nó sẽ thường nó sẽ không, ví dụ như nó sẽ không quá nổi hoặc là không quá. Hello anh Kim, Em anh cho em lại cái quyền host nào, không biết tự nhiên bị out zoom ra rồi.
Dạ rồi, ok anh. Rồi mình tiếp theo ha. Tiếp theo thì sau khi một cái phần về về dáng, về hình dáng của mình xong thì mình sẽ đến về cái phần mà tìm hiểu thêm về cái việc màu sắc cho trang phục. Tại vì cái việc cái màu sắc mình hiểu được cái màu đó, nó cũng phù hợp, nó cũng sẽ giúp cho bản thân mình để làm sao mình gây được cái sự ấn tượng là một. Cái thứ hai nữa, nó cũng thể hiện ra được cái chuyện rằng là thu hút cái việc chú ý hơn là những cái màu nó đơn điệu quá, hoặc là những cái màu mà nó ví dụ như nó sẽ mình hợp với cái màu nào nó sẽ giúp tôn mình lên, tôn da, tôn dáng nó lên, để nó cũng làm cho chúng ta đẹp hơn, hoặc là chúng ta sẽ có ấn tượng hơn so với việc là chúng ta chỉ chọn những cái màu nó trung tính quá, hoặc là có thể nó không phù hợp với cái làn da của mình nữa ha. Thì các bạn cũng sẽ chú ý tới phần đó, là chúng ta sẽ có sắc tố da, cái màu da thì nó có sắc tố da thì nó có nóng lạnh và trung tính như chị nói, thì nó cũng sẽ phù hợp. Mình sẽ lựa chọn, mình hiểu được cái màu sắc tố da của mình là sắc tố gì. Ví dụ như là một là mình có cách ha, thì đây cũng chị cũng có vài cách để các bạn giúp các bạn có thể phân biệt, hoặc là các bạn có thể search, các bạn tìm hiểu thêm cũng được. Thì ví dụ như là cách một là mình dùng trang sức ha, để mình có thể xem được cái mức độ của mình như thế nào. Ví dụ như tông lạnh thì mình sẽ phù hợp với trang sức bạc, hoặc là những cái người nào mà tông nóng thì sẽ phù hợp với trang sức vàng. Đó thì mình sẽ dựa, nếu mà các bạn không cảm thấy hơi khó cái việc này thì có một cái cách thức nữa là chúng ta sẽ xác định dựa trên cái việc là sắc tố da của mình là ở mạch cổ tay nè, ở đây nè. Đó, mạch cổ tay này chúng ta ở đây thì do là online nên sẽ khó, nhưng thường ở trên trong offline chị sẽ hướng dẫn cho các bạn để các bạn thấy được cái này, và các bạn sẽ xem được là mình tông da của mình nó như thế nào, và mình phù hợp với những màu sắc nào, những cái màu sắc trang nhã, màu sắc nào nó phù hợp thì nó sẽ giúp cho mình tôn được cái làn da của mình lên, làm nổi bật được mình lên ha. Ví dụ như mình sẽ, nếu mà tông xanh lá, mình màu xanh lá thì là mình tông nóng, còn màu xanh dương, xanh da trời đó là tông lạnh. Hoặc là nếu mà mình có cả hai, như chị nè, chị là ở mạch có hai cái màu luôn thì nó sẽ là mạch trung tính, màu trung tính. Thì thường màu trung tính thì chị sẽ phù hợp với một số màu, và nó cũng dễ, nó cũng dễ phối màu hơn ha. Rồi ok, thì đây đây là mình phối màu ha. Ví dụ như những cái sắc tố da ấm, những cái người mà tông da ấm thì nó phù hợp với những cái màu sắc này, những cái sắc màu này. Cái này chị các bạn có thể tham khảo thêm ha, tìm hiểu thêm. Rồi tông lạnh thì mình sẽ phù hợp với những màu sắc này. Đó. Ví dụ như các bạn có thể chọn màu sơ mi, nhưng mà ví dụ như thường sơ mi trắng thì bây giờ các bạn sẽ chọn một cái màu là nó phù hợp với mình, thì nó cũng sẽ làm nổi bật các bạn hơn, nổi bật các bạn hơn. Rồi các bạn sẽ thấy được rằng là chỉ cần một vài cái thay đổi thôi, một vài cái mình hiểu rõ hơn mà mình thay đổi thôi, thì nó cũng sẽ tạo được cho mình. À đúng rồi, bạn bạn gì cũng nói nè, mai em thử liền mới được, bình thường em mặc đồ toàn bị dìm da thì đúng rồi. Mình phải hiểu cái đó, những cái gì nó phù hợp với bản thân mình, nó phù hợp với mình. Đôi khi mình thích nhưng mà nó không phù hợp với mình á, thì nó cũng sẽ khó làm cho mình nổi bật lên được. Thì các bạn phải hiểu ra, hoặc là mình sẽ có cách mismatch. Thường những cái buổi offline của chị, tụi chị cũng sẽ giúp cho các bạn mismatch đồ nó như thế nào, chứ mình không cần phải mua mới đâu. Chị biết mà, thường các nội dung và các chủ đề chị làm cho các anh chị hiện nay cũng vậy, là chị có cái việc rằng mình review tủ đồ của những anh chị đó, xem hiện nay trước đây các anh chị đã đồ như thế nào, bắt đầu mình mismatch lại, mình các anh chị bắt đầu hiểu được làn da của mình nè, hiểu được, bắt đầu hiểu được cái tính chất công việc của mình nè, rồi hiểu được cái vóc dáng của mình rồi, thì bắt đầu mình biết cách mình tận dụng và mình phối hợp những cái trang phục của mình nó như thế nào. Chứ mình không nhất thiết là mình phải bỏ hết tất cả những đồ mình đi mua mới, không phải ha, không cần thiết phải như vậy. Nên là mình tận dụng những cái đó, mình hiểu. Rồi đôi khi các bạn thấy mình kết hợp cái này thôi, tự như một cái áo mình mặc bình thường, nhưng mà tự nhiên mình biết được nay da của mình vậy, mình kết hợp thêm một cái khăn nữa, cái màu sắc khăn nữa, hoặc là mình kết hợp thêm cái quần, hoặc là một cái giày thêm một màu khác, thì nó cũng đã trở thành một cái khác, và nó sẽ có cái sự ấn tượng hơn rồi ha. Ok rồi, các bạn thấy không?
À, cái màu sắc nó cũng sẽ phù hợp theo dựa theo đó là dựa theo theo sắc tố da ha, rồi nó còn thể hiện trong cái việc là nó phù hợp với tính cách nữa. Sẽ có những dụ như những cái người mà họ họ những cái màu nóng thì họ sẽ phù hợp với là những cái người mà thích sôi nổi, ví dụ như những cái bạn nào mà hướng ngoại thích sôi nổi, thích sôi động thì cũng sẽ chọn những cái màu nó nóng hơn. Còn những người nào hướng nội thì ít nói, trầm tính thì các bạn sẽ có xu hướng thì chọn những cái tông màu nó lạnh hơn, nó xanh hoặc là kia nọ. Còn những bạn bình thường như chị như ấy thì có thể kết hợp cái màu trung tính cả hai để có thể thể hiện được cái cá tính của mình hoặc là bản thân của mình. Đó. Rồi, một số cái ý nghĩa của màu sắc ha, các bạn có thể tham khảo thêm. Tại vì đa ý nghĩa theo màu sắc này nó cũng sẽ giúp cho các bạn trong việc rằng các bạn muốn thể hiện cho nhà tuyển dụng biết bản thân mình có những cái tố chất nào, hoặc là những cái việc, những cái là cái con người của mình bên trong của mình là như thế nào, để giúp cho cái người đối diện hoặc là nhà tuyển dụng họ biết được. Ví dụ như bạn thích màu cam, bạn thường mặc màu cam thì người ta sẽ nhìn mà người ta biết là à, bạn này thích cái sự vui vẻ nè, thích cái sự nhiệt huyết nè, cái sự hứng khởi nè, các bạn quyết đoán chẳng hạn như vậy. Thì dựa vào một vài cái này người ta cũng có sự đánh giá, thì mình cũng có thể dựa trên những cái sắc tố này để mình truyền tải thông điệp qua cái cách ăn mặc của mình. Rồi tiếp theo đó, đây là một mà nãy là một số màu ha, rồi một số màu theo màu trung tính, rồi một số cái màu khác theo cái ví dụ như nó có pha lẫn nữa. Ví dụ chị các bạn sẽ thấy có một số cái màu ví dụ như là màu màu bạc ha, nó hơi hơi xen lẫn một chút xíu, hoặc là màu bạc hà, hoặc là màu tím lavender này kia vân vân. Nó cũng có một số cái màu, nó cũng có những cái ý nghĩa và sắc thấy riêng của mình, thì mình cũng có thể tham khảo để mình biết thêm là cái chọn lựa chọn cái gọi là cái tông chủ đề của mình nó như thế nào đó. Rồi à, đúng rồi, ok. Rồi tiếp theo các bạn nha, nó còn có dựa trên cái câu chuyện rằng là các bạn sẽ thấy được là tính chất công việc nữa. Có một số ngành nghề các bạn sẽ thấy có cái tông màu chủ đạo đúng không ạ? À, chúng ta thấy có những cái ngành nghề tại sao nó có cái những cái thêm màu chủ đạo, tông màu chủ đạo hay là logo chủ đạo này kia, màu sắc nó thể hiện qua đó, thì nó cũng là một cái cách ví dụ như theo tính chất công việc của các bạn. Các bạn hướng đến ví dụ như các bạn những cái bạn mà ví dụ như là thích mình sau này mình ra làm business riêng, hoặc là các bạn muốn thể hiện câu chuyện là các bạn muốn start up, các bạn muốn trở thành một cái nhà lãnh đạo các bạn kia nào, thì các bạn có thể lựa chọn cho mình một cái hình ảnh, một cái màu sắc và một cái gọi những cái này trang phục nó sẽ phù hợp và nó sẽ thể hiện ra cái câu chuyện đó của mình đó. Ví dụ như nhóm lãnh đạo thì nó sẽ có nhiều, các bạn sẽ thấy thường xuyên cái những ngày thì sẽ mặc màu đen đúng không, màu đen, màu trắng hoặc màu đỏ vân vân. Đó là những cái màu nó thể hiện được những cái sự mà gọi là nó có power, nó có năng lượng, nó có một cái sự tinh tế hoặc là sang trọng ở trong đó kia Dạ vân không. vân đó. Còn quên. Rồi còn tiếp theo thì có thể ví dụ như cái nhóm công việc này nó các bạn có thể thấy được là thể hiện ra mình là những cái người mà nó có mang công việc nó có sự kết nối với xã hội nhiều hơn, thì các bạn sẽ cảm thấy nó có, Hả? thì các bạn sẽ Đâu không có ai mở tên bự ra đấy. các bạn sẽ thường chọn cái tông màu chủ đạo liên quan, ví dụ như màu xanh dương, màu xanh lá, hoặc là màu nâu nâu be, hoặc là nâu đất kia vân vân đó. Thì đó là một số cái màu chủ đạo nó liên quan tới tính chất công việc, và nó cũng nó gọi là nó có, các bạn sẽ tìm hiểu, nếu mà các bạn tìm hiểu sâu hơn các bạn sẽ có thấy được là màu sắc nó liên quan tới phong thủy, nó có thể hiện ra cái tính chất của cái công việc nó như thế nào đó. Thì mình cũng sẽ có thể là lựa chọn cái trang phục của mình nó phù hợp cái hướng tới cái công việc mình hướng để nó thể hiện nó ra ha. Chị Chi ơi, em lại đang không nghe chị nữa rồi, giống như mạng nó bị lắc vậy.
Ok, sorry các bạn, sao hôm nay tự nhiên chắc là mưa hay sao? Mạng nó bị hơi giật chút xíu. Ok, chỉ còn đó cũng chỉ còn hai slide nữa thôi. Đó là cái slide về cái màu trung tính. Nó liên quan tới một số công việc, nó liên quan tới câu chuyện là chăm sóc khách hàng hoặc là những cái công việc nó mang tính kết nối với con người nhiều hơn, thì nó sẽ cái mang cái màu trung tính như màu be, màu trắng hoặc là kia vân vân, nó nhẹ nhàng, nó làm cho người ta có cảm giác cảm thấy thân mật gần gũi kia vân vân. Thì đó là màu sắc theo tính chất công việc của mình hướng đến. Thì các bạn có, chị sẽ gửi cái slide này ha, để cho các bạn, để các bạn có thể tìm hiểu cũng như là tham khảo thêm một số cái để các bạn hiểu hơn về cái những cái cách thức. Tuy nhiên nếu mà cái buổi này á hả mà chúng ta làm offline thì chúng ta sẽ được, chị sẽ hướng dẫn cụ thể hơn cho các bạn để các bạn nhìn rõ hơn, các bạn hiểu rõ hơn. Hy vọng là cũng sẽ có một cái buổi nào đó anh Kim, nếu mà được dịp thì anh Kim sẽ kết nối để có thể chúng ta có một cái buổi nó thực hành, chúng ta được thực hành. Tại vì quan trọng cái này là chúng ta nhìn thấy, chúng ta tương tác được và chúng ta trực quan được thì các bạn sẽ dễ hình dung hơn. Nó còn ví dụ như các bạn có thể phối, đôi khi có thể là các bạn không có quá nhiều về trang phục, nhưng mà có thể là cũng là áo sơ mi trắng, quần tây bình thường các bạn sinh viên, nhưng các bạn có thể điểm xuyết hơn cho nó bằng các câu chuyện là các bạn dùng phụ kiện khăn hoặc là phụ kiện cài áo, hoặc là một cái vài cái ví dụ như dây nịt hoặc là cái vân vân, hoặc là này đó, thì nó cũng là những cái điểm nhấn hoặc là điểm để các bạn có thể bổ sung thêm, chứ nó không cần nhất thiết là các bạn phải ô em phải có nguyên một cái bộ đó, hoặc là em phải có nguyên một cái như vậy, một cái complain như vậy này kia vân vân thì em mới có thể tỏa sáng này kia vân vân. Cái quan trọng nhất là chị muốn nhấn mạnh cái câu chuyện là các bạn phải hiểu được là chúng ta biết mình, hiểu về bản thân của mình và chúng ta đang có những cái điều kiện xung quanh như thế nào để chúng ta biết kết hợp nó, tận dụng nó, để chúng ta sẽ có được những cái ấn tượng riêng của bản thân mình. Ha. Bạn 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 thư bạn thư nói rằng là ngày mai em sắm vài bộ đầm màu cam liền luôn. Ok, là bạn thích màu cam hả? Rồi Hôm đó, nay rồi là mùa rất là ok, nhiều năng lượng đó chị, nên là màu đúng rồi cam đúng sẽ rồi. với bạn. Màu cam đúng rồi. Hiện nay những cái tông màu mà liên quan tới những cái bạn mà những cái công việc mà mang tính chất vận động nè, hoặc là các bạn thấy như làm event nè, rồi hoặc là làm những cái công tác mà hoạt động bên ngoài này kia vân vân, vận động này kia nọ, thì sẽ tông chọn những cái tông cam tông đỏ này kia vân vân, nó có một cái năng lượng cho các bạn đó. Thì đó là một vài, hôm nay thì chị thời gian cũng không có nhiều nên chị có chia sẻ với các bạn một vài cách như thế đó, và một cái điều nhắn gửi của chị cho các bạn là để gây ấn tượng nó qua cái việc hình ảnh của các bạn đó. Các bạn hiện nay, tại vì chúng ta là sinh viên nên là chúng ta sẽ chưa thể nào chúng ta mà đầu tư nó một cách nói chung là nhiều, thiệt là nhiều. Cho nếu mà bạn nào đã tự như mình có điều kiện thì chị không nói, nhưng mà quan trọng là các bạn có điều kiện thì các bạn cũng phải biết rằng bản thân mình phải phù hợp với cái gì, mình sẽ hiểu về bản thân mình như thế nào, thì lúc đó các bạn sẽ truyền tải. Tại vì cái hình ảnh của các bạn á, ví dụ như trang phục này kia vân vân, nó cũng là một cái công cụ để giúp cho các bạn truyền tải những cái thông điệp mà các bạn muốn. Thì các bạn ví dụ như các bạn lựa chọn cái trang phục đó thì các bạn phải biết được là cái trang phục đó nó giúp gì cho các bạn, nó giúp gì cho các bạn trong ví dụ như là nó có phù hợp trong một cái buổi các bạn đi phỏng vấn hay không, hay là nó có phù hợp cho các bạn đi một cái buổi tiệc để các bạn kết nối hay không, hay là cái trang phục đó nó có giúp bạn gì, bạn đi ví dụ như bạn đi chốt hợp đồng, hay là hoặc là bạn đi 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 trao đổi được một cái deal nào đó, thì các bạn phải hiểu được là cái đó nó có giúp bạn được làm việc đó hay không, thì nên đầu tư vô nó và nên chỉnh chu nó. Nên quan trọng trước khi mà các bạn đẹp thì là đẹp á, thì các bạn phải mặc đúng rồi đã, các bạn mặc đúng ha, thì hợp với mình, mặc đúng để mình có cái việc tự tin đó trước, rồi sau đó dần dần các bạn có điều kiện hơn thì chúng ta sẽ đầu tư thêm để chúng ta chuyển tải thêm những cái thông điệp qua cái hình ảnh của chúng bản thân mình. Ok, trước giờ em nghĩ gọn gàng thôi là đủ, em thấy phải đi kèm với sự phù hợp hình ảnh muốn thể. Đúng rồi, tức là trước tiên đúng là các bạn á, hồi xưa chị cũng như các bạn thôi, hồi xưa thì chị cũng cái quan trọng đầu tiên của chị trước khi mà các bạn làm mình trang bị thêm cho mình đẹp hơn hoặc là mình muốn truyền tải thêm, thì quan trọng các bạn cũng phải câu chuyện là mặc đúng,
À, mặc đúng, mình tìm hiểu thêm mà mặc như thế nào đúng, ví dụ mặc áo sơ mi như thế nào là đúng, mặc cái quần tây kết hợp như thế nào là đúng, mặc giày như thế nào là đúng, mình phải biết cái đó. Các bạn đương nhiên là mình không cần phải quá tỉ mỉ, nhưng mà mình những cái kiến thức cơ bản hiện nay các bạn sờ thông tin rất là, nó cũng đã hỗ trợ các bạn rất là nhiều. Các bạn phải biết cái đó, và xong khi mà mình đúng, mình gọn gàng, mình tươm tất thì bắt đầu mình nâng, mình level lên một chút xíu. Đó là gì? Mình kết hợp thêm để làm sao mình có một cái sự ấn tượng hơn đó. Thì lúc đó mình sẽ dần 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 đó, mình sẽ nâng cái hình ảnh mình, cải thiện mình hơn rất là nhiều. Tại vì như các bạn thấy đó, hồi xưa chúng ta là ok, là chúng ta gọn gàng, chúng ta chuyên nghiệp, chúng ta chỉnh chu là một cái điểm cộng. Tuy nhiên rằng bây giờ để cái bây giờ cái việc đó nó gần như nhiều người cũng có thể làm được, nên chính vì vậy để nó tạo thêm được cái ấn tượng hơn thì mình sẽ cần phải có những cái điểm nhấn riêng của bản thân mình như thế nào ha. Thì nó cần phải có hiểu hơn về bản thân mình, hiểu hơn thêm về kiến thức, hiểu hơn về những cái xung quanh. Các bạn cũng đôi khi các bạn cũng cần phải tại vì mình đầu tư cho câu chuyện đó, nó không phải là cái câu chuyện là mình đi theo, mình a dua theo, hoặc là mình chạy theo phong trào, hoặc là chạy theo thời trang, mà mình hiểu cái đó để mình biết ứng dụng cái đó vào trong cái mục tiêu của mình là cái gì, đúng không ạ? À? Thì khi bạn mình có mục tiêu rồi á, thì mình sẽ biết được mình làm sao, làm thế nào là đúng, làm cái nào là phù hợp, và các bạn sẽ tự tin hơn rất là nhiều. Rồi thì chắc là cái phần chia sẻ của chị thì hôm nay thì đến đây thôi ha. Còn ngoài ra thì các bạn có câu hỏi gì thì các bạn có thể chia sẻ, hoặc là các bạn có thể hỏi chị. Chị sẽ trả lời cho các bạn một hai câu gì đó, và sau đó chúng ta sẽ kết thúc. Rồi còn ngoài ra thì chị sẽ chắc là nhờ chị Mai kết nối thêm trong nhóm, nếu mà bạn nào thông tin của chị, nếu mà bạn nào muốn muốn hỏi thêm hoặc là muốn cần có sự hỗ trợ gì đó thì các bạn có thể trao đổi thêm, thì chị sẵn sàng ha. Ok, cảm ơn em. Dạ, chắc là mấy bạn sẽ muốn nhận slide á, thì không biết em có thể liên lạc với chị qua Facebook hay là tụi em gửi email cho chị. Ok chị ở trên trong cái slide của chị có cả thông tin Facebook và có cả cái QR code và mail luôn đó. Thì có gì các bạn khi mà chị gửi, chắc là chị gửi qua 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 Zalo cho Mai Chi hả? Qua cho Chi Mai hả? Qua cho Chi Mai ha. Xong rồi em có thể nha, chị không biết là cái cách nào để tiếp cận với các bạn trong đây. Tiếp cận với các bạn rồi, các bạn có để lại email thì em À sẽ đúng rồi. Thì có thể các bạn sẽ gửi 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 qua cho email giùm chị ha. Thì em. từ cái email thì các bạn có biết email chị rồi, hoặc là các bạn muốn hỏi thêm, có thể đặt câu hỏi ngoài ra. Có thể hôm nay các bạn có vẻ một vài bạn có việc bận, hoặc là có thể đang học này kia vân vân thì chưa có thể hỏi kịp á, thì các bạn có thể thể hỏi sau. Thì chị nhận được thông tin thì chị sẽ phản hồi lại cho các bạn nha. Ok, không biết là các bạn nào có muốn hỏi thêm không? Có câu hỏi gì cho chị không? Rồi, không biết là anh Kim có dặn dò gì nữa không? Có một bạn có câu hỏi là em đang tham gia vào team và tiến hành một dự án, mọi người trong team đều quen và khá nói chuyện khá thoải mái với nhau, nhưng vì em tham gia sau chưa quen mọi người lắm, trong team cũng có những anh chị lớn hơn em và mọi người rất giỏi nữa. Cái bạn đó muốn hỏi là muốn nói chuyện với các anh chị lớn hơn nhưng mà không biết nói về chủ đề gì và không biết tiếp cận anh chị như thế nào. Thì bạn đó hỏi chị Chi là có thể chỉ cho bạn đó cách mở lời và nói chuyện thoải mái, cũng như là cái cách mà bạn đó tiếp cận với các anh chị lớn. Ok. Rồi đây là một cái như chị nói ha. Thật ra các bạn sinh chị cũng đã trải qua như các bạn sinh viên như tụi em thời trước. Thật ra cái cách mà hồi xưa chị có chia sẻ với các bạn một cách như như đầu tiên chị nói á,
Tức là chúng ta thường hay tâm lý, các bạn thường ví dụ như vào một môi trường mới, hoặc là thường chủ các bạn đi thực tập, hoặc là các bạn đi làm bắt đầu intern vào một cái công ty đi, thì các bạn thường mình có tâm lý thường hay là mình ngại, mình e dè, tại vì mình đang là người mới, mình đang là người mới. Nhưng mà mình nên các bạn bắt đầu tháo gỡ rào cản dần dần cái đó đi, thì cái câu chuyện mình phải chủ động hơn một chút xíu. Các bạn mình phải chủ động, tại vì thật ra cái việc chủ động ở đây á, nó không có đánh giá câu chuyện là mình lanh chanh hay là mình ấy đâu. Tức là mình phải biết mình cái câu chuyện chủ động đây là mình quan biết quan quan sát, mình biết quan sát và mình biết là tiếp cận nó cái nào là phù hợp. Ví dụ như hồi xưa của chị đi thực tập á, thì câu chuyện là tự như là chị thường chị sẽ tiếp cận với các anh chị trong giờ nghỉ trưa, hoặc là trong giờ những cái giờ giải lao. Ví dụ như mình thường, ví dụ như mình tìm hiểu, mình hỏi thăm đầu, ví dụ như mình chưa biết nhiều quá nhiều câu chuyện trong công công việc hoặc là công ty, thì mình có thể hỏi thăm xung quanh họ về những cái sở thích, ví dụ như sở thích cá nhân, hoặc là những cái, ví dụ như mình có thể hỏi thăm về những cái văn hóa của công ty xung quanh. Ví dụ như là thường mình sẽ có những cái điều gì mình tìm hiểu, có thể là tại vì quan trọng khi các bạn đi làm việc công ty, các bạn nên tìm hiểu về văn hóa công ty của họ, tại vì văn hóa công ty á, nó sẽ giúp cho các bạn có nhiều hiểu hơn về cái đơn vị đó, là một. Tại vì khi các bạn hiểu, các bạn sẽ biết cách tương tác với họ ra sao. Ví dụ như các bạn biết rằng là những cái anh chị này thường, ví dụ như công ty thường mình sẽ có một cái buổi giờ đó là cái giờ mà các anh chị sẽ giải lao, các anh chị sẽ tụ tập ở đó, các chị sẽ ăn uống hay là các chị sẽ chia sẻ cái gì đó chẳng hạn, thì mình biết. Và thường mình thì lúc đó mình sẽ có câu chuyện để mình nói, hoặc là mình phải hiểu cái đó rồi, thì mình sẽ có những cái việc là mình chủ động mình bắt chuyện với họ hơn. Đừng có ngại, đừng có đợi người khác mà mình bắt chuyện với mình mới nói. Có những cái câu chuyện các bạn tự nhiên mình như là mình phải hiểu ra rằng rằng là cuộc sống mình đâu phải chỉ có xung quanh chỉ có một vài cái câu chuyện đó thôi đâu. Mình cũng sẽ có hỏi thêm, ví dụ như cuộc sống của chị, sở thích nè, thường mọi người thường hay quan tâm tới sở thích nè, hay là quan tâm là tới cái kiểu như là, hoặc là bạn có thể thấy được trong công việc của các bạn có những cái điều gì mà người ta quan tâm, thì mình có thể hỏi thêm họ để họ hướng dẫn cho mình chẳng hạn như vậy. Thì mình phải chủ động trong cái câu chuyện đó. Thì khi mà mình chủ động á, thì lúc đó mình sẽ tìm được những cái điểm chung của họ. Thì khi mà có tại vì con người ta giao tiếp với nhau nhiều, khi người ta thì thấy có những cái điểm chung với nhau nhiều, thì mình phải chủ động mình tìm hiểu cái điều đó. Thì khi đó các bạn sẽ có những câu chuyện ra được. Chứ còn nếu mà mình thụ động quá, mình không có ấy, thì mình cũng sẽ rất là khó. Kiểu Dạ làm em sao cũng để có câu hỏi cho chị á chị. rồi đây chị thấy kiểu làm sao để mình khẳng định thể hiện ra là mình tự tin mà không làm cho các anh chị lớn hơn cảm thấy mình đang lên mặt hạ, nhất là khi giao việc cho họ ấy chị. Khi giao việc cho, nhất là khi mình giao việc cho họ. Tức là cái chị tức là các bạn hiện nay là ví dụ như là chị, ví dụ không biết là trong cái tình huống này nó có phải vậy không ha, tức là ví dụ như là các bạn muốn cái công việc của các bạn có liên quan tới những cái người đó đúng không, mình có liên quan tới những cái người anh chị đó lớn hơn, nhưng mà bây giờ thì mình làm sao để mình cũng có năng lực, nhưng mà mình làm sao mình thể hiện cho cái việc đó mà mình không có bị chạm kiểu như là tự ái của họ, hoặc là cái câu chuyện là họ thấy mình đang đang lăn lớn lướt hoặc này kia vân vân. Thật ra thì cái đó là cái cách thức của mình. Thứ nhất á, là mình cái việc em thể hiện năng lực bản thân của em trong công việc là điều đó là điều cần thiết, tại vì em đi làm mà em phải thể hiện cái đó ra cho sếp biết, và với câu chuyện là hiệu quả công việc. Còn cái chuyện mà tương tác với lại cái đối tượng á, với cái người ví dụ như là với những anh chị lớn hơn, hoặc là những cái người phòng ban khác hoặc kia vân vân á, thì các bạn sẽ cần phải để ý xem về cái cách thức của họ khi giao tiếp với họ. Cái này nó còn nhiều nhiều yếu tố đó, nhiều yếu tố, nhưng mà thứ nhất là quan trọng là mình phải mình vẫn thể hiện, nhưng mình cái sự thể hiện của mình có sự khiêm nhường một chút xíu là một. Cái thứ hai nữa là mình giao việc á, mình chia sẻ công việc cho anh chị á, thì cơ bản mình giống như câu chuyện là mình chia sẻ cái mình đưa cái thông tin, mình đưa cái thông tin và mà và xem họ tiếp nhận cái thông tin đó của mình như thế nào, và mình trao đổi với họ
Tức là mình có một cái sự gọi là chân thành trong đó, và còn đồng thời là một cái sự tôn trọng giao việc ở trong đó, chứ nó không có phải là câu chuyện là mình đang tức là nó cái này là nó là về kỹ năng ha, nó còn phụ thuộc một cái kỹ năng, câu chuyện kỹ năng mình ăn nói như thế nào, mình giao tiếp, tại vì cũng là một ý, nhưng mà nếu mà mình ăn nói không khéo thì nó sẽ trở thành câu chuyện giống như là mình đang ra lệnh cho người ta, nhưng mà cũng cái kịch cũng cũng là mục tiêu của đó, nhưng mà mình nói chuyện với họ, cách thức mình nói cho họ nó giống như câu chuyện mình đang trông cậy họ, mình đang cần cái sự hợp tác của họ cho mình để mình chúng ta cùng hoàn thành cái công việc đó chẳng hạn. Đó thì nó sẽ là cái câu chuyện này ha, nó sẽ rất là nó có nhiều thông tin lắm. Nên cái về mà vấn đề ví dụ như mình tự tin, cái câu chuyện như chị nói đó, bản thân mình tự tin, mình có năng lực, mình có cái việc mình thể hiện cái điều đó ra, nhưng mà thể hiện ở đây không phải là mình lên mặt kiểu như mình không có ô ta vẽ ta đây hay là kia nọ, mà cái câu chuyện là mình cái đó là cái sự tương tác tương thích với lại những cái người xung quanh của mình. Rồi ok, nói chung nó sẽ nếu mà em có tình huống cụ thể, em có một cái tình huống cụ thể thì nó sẽ dẫn dắt để em sẽ dễ thấy nó rõ hơn. Ví dụ như bạn bạn em, ví dụ như em nhờ, ví dụ như có những cái là thường trước chị hay làm việc á, là đa phần chị làm với việc người lớn hơn không à, chị làm với việc những người lớn hơn. Tuy nhiên là ví dụ như mình lịch sự, mình chân thành với họ, mình chia sẻ là à ok, đây là cái công việc của em đang có cần sự hỗ trợ của anh trong cái vấn này, anh có thể ví dụ như anh có thể giải thích thêm, hoặc là theo góc nhìn của anh thì giải quyết như thế nào nó sẽ phù hợp hay cái gì đó. Tức là mình trao đổi, mình tương tác với họ để lấy cho họ họ cảm thấy rằng là à ok, tôi có cái trách nhiệm trong đó, mà nhưng mà họ vẫn làm theo cái ý của mình. Ví dụ như cái phương án của em làm như thế này, anh cảm thấy có được hay không, chị thấy được hay không, hay là chị có cách thức nào nếu mà làm tốt hơn chị có thể chia sẻ cùng với em hay không, này kia vân vân. Thì lúc đó là cái việc chúng ta đang giao việc cho họ, chúng ta đang muốn họ làm cái kia việc đó, nhưng nó không thể hiện câu chuyện là mình đang cậy quyền hoặc là mình đang ấy, mà mình đang có một cái sự mong muốn, một cái sự hợp tác với họ thì họ sẽ làm với mình thôi, được không ạ? Dạ, cảm ơn chị Chi rất là nhiều. Nay thời Rồi. gian cũng trễ rồi nên em xin phép Ok. kết thúc buổi chia sẻ hôm nay. Cảm ơn chị đã dành thời gian chia sẻ với tụi em rất là nhiều.